khoa điện tử viễn thông Đại học Khoa học Huế. Hiện tại thì mình đã có 8 năm làm việc ở team A. Ở thời điểm hiện tại thì ở dự án của mình thì có tầm hơn 10 bạn là kỹ sư là xuất thân từ khoa điện tử viễn thông Đại học Khoa học Huế. Theo cá nhân mình thấy thì team A là một môi trường năng động, chuyên nghiệp và có rất nhiều cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới ra trường cũng như các bạn đã có kinh nghiệm. Chúng mình là cựu sinh viên khoa điện tử viễn thông trường Đại học Khoa học Huế. Được thành lập từ năm 1997, TMA là công ty phần mềm tiên phong góp phần đưa tên Việt Nam lên bản đồ gia công phần mềm thế giới. Khách hàng của TMA là các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực từ 27 quốc gia. Hiện nay, ngoài 7 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Quy Nhơn, TMA có các chi nhánh tại Canada, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Singapore. Thế mạnh của TMA là đội ngũ 2.500 kỹ sư có kinh nghiệm trong nhiều dự án lớn và phức tạp với các công nghệ mới nhất, chứng minh năng lực của kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Với nhiều thành tích ấn tượng, TMA đã được đánh giá là công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam.